Laptop Acer ZenBook 14 OLED UX3402 VA14 inch, một dòng laptop dành cho doanh nhân văn phòng tầm trung. Một tác phẩm giao thoa giữa công nghệ và sắc màu nghệ thuật. Được trang bị chip Intel Core i5, RAM 16GB, dung lượng 75Wh ấn tượng, âm thanh sống động, hình ảnh chân thực, ngập tràn công nghệ. Hãy cùng Thu Hà khám phá và trải nghiệm tác phẩm công nghệ này cùng những ưu đãi và quà tặng hấp dẫn ở phần cuối video này nhé. Chiếc Acer ZenBook này được trang bị màn hình có khả năng mở 180 độ, độ phân giải 2,8K, màu sắc trung thực đạt chuẩn 100% DCI-P3, độ tương phản cao cho hình ảnh sắc nét, độ sáng 400 nit mang lại trải nghiệm rạp chiếu phim ngay cả khi dưới nguồn ánh sáng mạnh. Hơn nữa, màn hình chiếc Acer ZenBook được trang bị tính năng giảm 70% ánh sáng xanh có hại cho mắt đạt tiêu chuẩn SGS. Thiết kế hiện đại, thanh lịch, giao thoa với sắc màu nghệ thuật cùng hai phiên bản màu xanh trầm lặng và bạc ánh kim. Họa tiết tối giản nhưng đầy mạnh mẽ. Ngoài ra, các bạn có thể tăng tính thẩm mỹ hơn bằng cách kết hợp sử dụng với những miếng dán laptop để phù hợp hơn với phong cách thường ngày của mình. Thiết kế mỏng, dày chỉ 16,9mm, nhẹ chỉ 1,39kg, mang lại trải nghiệm di động nhẹ nhàng, êm ái. Chất liệu nhôm nguyên khối, khung vỏ chắc, bản lề bền, không chỉ giúp tối ưu tản nhiệt mà còn kết hợp với màu sắc nghệ thuật, mang lại một thiết kế đột phá, tái định nghĩa một chiếc laptop hiện đại. Chip Intel Core i5 thế hệ thứ 13, tốc độ up to 4,6GHz cho hiệu năng mạnh mẽ vượt trội. RAM onboard 16GB đáp ứng trải nghiệm đa nhiệm công việc, văn phòng, giải trí hay thiết kế đồ họa một cách mượt mà. Cặp màn hình Intel Iris Xe Graphics mang lại trải nghiệm giải trí, thiết kế đồ họa mạnh mẽ. Laptop Acer ZenBook UX3402 VA có không gian lưu trữ SSD 500GB, up to 1TB. Đối với nhu cầu xử lý đồ họa video, các bạn cần trang bị thêm cho mình thiết bị lưu trữ gắn ngoài mỏng nhẹ mà không có sự bất tiện nào. Dung lượng pin 75Wh cho thời gian sử dụng vượt trội lên đến 18 giờ liên tục, có khả năng theo bạn trên một hành trình dài. Bàn phím êm ái kết hợp với đèn LED mang lại trải nghiệm màn đêm tĩnh lặng. Touchpad chống bám vân tay mang lại cảm giác tốt siêu lướt, tích hợp cảm biến vân tay đăng nhập nhanh một chạm. Công nghệ âm thanh Harman Kardon phá vỡ mọi giới hạn, đưa bạn trải nghiệm không gian sân vận động tới rạp chiếu phim hay là nhà hát. Hệ điều hành Windows Home 11 bản quyền, không lo Active Windows. Cổng kết nối đầy đủ giúp bạn tận hưởng trong không gian công nghệ mà không cần cổng chuyển đổi. Chiếc laptop Acer ZenBook 14 OLED UX3402 VA, mỏng nhẹ, tích hợp nhiều chức năng hấp dẫn vượt ngoài tầm giá, đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho các bạn như học tập, làm việc, chơi game, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng. Với màn hình 14 inch, độ phân giải 2,8K cùng dòng chip Intel Core i5, độ sáng màn hình vừa phải, an toàn, giảm 70% ánh sáng xanh có hại cho mắt. Hiện tại, Acer ZenBook 14 OLED UX3402 VA đã được bán tại hệ thống Hacom trên toàn quốc. Những chính sách về giá, dịch vụ bán hàng, ưu đãi và quà tặng kèm theo của sản phẩm này, xin mời các bạn truy cập vào website của Hacom để theo dõi. Hãy follow kênh của Hacom để cùng Thu Hà unbox những sản phẩm công nghệ mới nhất, review những siêu phẩm, giải pháp công nghệ và lối sống.